Ai là Lê Văn Vân? À, là tôi đây. Có người báo nhà ông chứa rượu lậu. Lính, dạ, vào xét dạ, nhà. Dạ. Nhà tôi xưa nay làm ăn đàng hoàng, quan có nhầm lẫn gì không ạ? À? Tôi nói rồi, có hay không chút nữa sẽ biết. Bà cứ bình tĩnh, vì xưa nay nhà mình làm ăn rất là đàng hoàng nên không có gì phải lo đâu. Ông xuống coi đi. Sao? À, cái này đâu phải của tôi. Ôi, nhưng mà có phải rượu lậu hay không á thì lên quan sẽ biết. Các ông chắc bà biết chứa rượu lậu trong nhà là tội như thế nào không? Lính đâu? Dạ, dạ. Dạ. Giải hai người này lên quan cho ta. Dạ. Tôi thật sự hoàn toàn không biết gì về số rượu này. Đi. Tôi bị quan mà. Bị quan hay không? Lên quan sẽ biết. Đi. Mang rượu này lên quan. Rượu này. Đi. Quan quan. Tôi bị quan mà. Quan ơi. Quan ơi. Bá mẫu ơi. Quan quan. Bá mẫu. Quan mà. Bá mẫu. Phụ thân ơi, phụ thân ơi. Giờ này chắc lá thơ đã đến tay huynh ấy rồi. Chắc huynh ấy đang đau khổ lắm. Mình lại chẳng thể giúp gì được cho huynh ấy. Gia Bách ơi, huynh nhất định phải vượt qua biến cố này. Muội luôn chờ huynh. Chào tiểu thơ. Hình như tiểu thơ có gì đó không được vui. Nếu mà không ngại thì tiểu thơ có thể nói ra cho nhẹ lòng không hả? Ta sẵn lòng sẽ lắng nghe. Đa tạ. Ta không có gì để nói cả. Những việc mà liên quan tới tiểu thơ Phụng Loan á, ta đều thích cả. Kể cả việc vui hay là buồn. Cảm ơn công tử. Nhưng ta đã có vị hôn phu rồi. Ta không muốn vị hôn phu của ta phiền lòng. Xin phép công tử. Rồi cô cũng sẽ ngoan ngoãn về với ta mà thôi. Dạ mời phụ thân. Dạ mẫu thân. Đa tạ con. Dạ. Dạ để con gọt xoài. Dạ mẫu thân. Được rồi. Dạ mẫu thân. Phụng Loan à, nàng cũng ăn đi. Đa tạ cha. Xoài này ngọt quá. Mấy cái này á mà trong những dịp cúng quải á mà để trên bàn thờ là đẹp lắm đó con. Dạ mẫu thân, xoài ngon không mẫu thân? À, xoài ngon lắm, rất là ngọt. Dạ. À, chàng ăn đi. À, đa tạ nàng. Nè con. Dạ. Con hãy cố gắng học hành thi cử cho thật là tốt. Con cứ yên tâm ở nhà, cha mẹ và thê tử của con trông chờ tin tốt đẹp của con. Con biết rồi. Dạ mẫu thân, Phụng Loan, con đi nghe. Ừ, con ráng thi cử cho tốt nha. Chàng nhớ bảo trọng nha. Ừ, ta biết rồi. Dạ thưa phụ thân, con đi. Dạ con đi nghe. Con sẽ tìm ra hung thủ và bắt nó phải trả giá.
À, mau vào đây. Vào đây đi. Ngồi xuống đó đi. Dạ. Cậu uống nước đi. Dạ, con cảm ơn bá phụ. Gia Bách, Gia Bách, chàng trở về rồi sao? Phụng Loan. Dạ. Cậu Bách đây á sẽ ở nhà chúng ta một thời gian, con biết không? Dạ. Dạ, bẩm lão gia, đây là quà của ông phủ vừa sai người mang đến để chúc mừng lão gia vừa nhận được chức quan ạ. Ừ, cứ để đó đi. Dạ. Dạ, con cũng xin chúc mừng bá phụ. Đa tạ cậu. Con. Dạ. Đưa cậu Gia Bách đây về phòng để cậu nghỉ ngơi đi con. Dạ. Mời. Cậu đi theo tôi. Dạ, con xin phép. Ta vào trong nha. Phụng Loan, con về phòng con đi. Đó, thấy không? Phòng của anh đó, ngon lành chưa? À, đa tạ huynh nha. Không có gì đâu, thôi tôi đi làm nha. Huynh ơi. Hả, gì đó? Ta có chuyện muốn hỏi huynh nè. Huynh nói đi. Bá phụ của tôi nhận chức quan này lâu chưa vậy? Mới mấy ngày à. Nhưng mà nói cho nghe nè, lão gia hay lắm. Mới có chút xíu thời gian thôi mà lên làm quan rồi đó. Trong khi đó, người ta ở ngoài nỗ lực rất là nhiều, khó khăn, thử thách, gian lao, người ta mới được lên làm quan. Công nhận lão gia ta giỏi ghê luôn á. Ta đã theo đúng người rồi nè. Ờ, thôi ta đi làm việc nha. Ờ. Là đàn sao? Chàng lại lo lắng về chuyện của bá phụ và bá mẫu đúng không? Nhiều khi ta chỉ mong mọi chuyện xảy ra với gia đình mình chỉ là mơ thôi. Chỉ trong một thời gian ngắn, ta đã mất hết tất cả, từ phụ mẫu đến mọi thứ. Bây giờ ta chỉ là kẻ trắng tay thôi, không người thân, không tiền bạc. Phụng Loan à, ta cảm thấy ta không còn xứng đáng với nàng nữa. Chàng nói cái gì vậy? Từ ngày phụ mẫu hai bên hứa hôn với nhau, muội xem như chàng là phu quân của muội. Ngoài chàng ra, muội sẽ không lấy ai hết. Ta đa tạ muội nhiều lắm. Đa tạ muội. Cậu vào đây đi. Dạ. Cậu ngồi đi. Dạ. Cậu tìm ta có việc gì không? Dạ, con muốn nhờ bá phụ giúp con một việc ạ. Việc gì cậu cứ nói. Dạ, con muốn nhờ bá phụ điều tra về vụ án của phụ thân con, để minh oan cho phụ thân ạ. À, đó cũng là điều khiến ta trăn trở. Bá phụ thật sự giúp cho con chứ? Tất nhiên rồi.
vì phụ thân cháu không chỉ là xui gia của ta sau này, mà còn là bạn thân của ta nữa. Cậu không nhờ thì ta cũng tìm cách lấy lại công bằng cho huynh ấy. Dạ, con đa tạ bá phụ nhiều lắm. Ừ, ta đợi khi nào cậu thọ tang phụ mẫu cậu xong, dạ, thì ta sẽ tổ chức lễ cưới cho cậu với lại Phụng Loan. Dạ, con sợ bây giờ con này không còn xứng đáng với gia đình của mình nữa. Với lại nỗi quan ức của phụ thân con vẫn chưa được minh oan. Việc điều tra vụ án của phụ thân con thì cần phải có thời gian. Còn việc tổ chức lễ cưới của cậu với Phụng Loan, dạ, là ta muốn cho cậu được thoải mái, và lại cho phụ mẫu của cậu ở dưới suối vàng cũng được yên lòng. Dạ, con đa tạ bá phụ nhiều lắm. Ừ. Ủa, sao lạ vậy? Tại sao hắn ta lại tới đây? Dạ, ông cho gọi con. Nghe dặn đây, cậu phải trốn cho thật kỹ. Dạ. Đừng có để bị ai phát hiện. Dạ. Nghe rõ chưa? Dạ, con nghe rõ rồi ông. Đi, đi mau. Dạ, dạ, dạ. Trường huynh, hả? Vừa rồi ta thấy tên Trung trong nhà này đi ra, hắn ta tới đây có chuyện gì vậy? Có những chuyện huynh không cần phải biết nhiều, biết đâu những điều đó sẽ gây rắc rối cho huynh đó. Nhớ lời ta dặn đó. Lẽ nào Trung tới đây để gặp ông thân? Giữa họ có quan hệ gì? Ai đó? Vào đi. Dạ, thưa bá phụ. Cậu ngồi xuống đi. Dạ. Cậu tìm ta có việc gì? Dạ, hôm trước bá phụ có nói sẽ đưa con đi gặp vị quan trên. Vậy khi nào chúng ta có thể đi được thưa bá phụ? Ta cũng đang sắp xếp. Thật ra thì ta cũng có nhờ người rồi. Khi nào có dịp ta sẽ dắt cậu đi. Dạ. Cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Còn chuyện phụ thân của cậu, tôi sẽ tìm cách trả lại công bằng cho gia đình cậu. Cậu đừng lo. Dạ, con cũng mong là sớm tìm được người đã hãm hại gia đình của con. Dạ, cũng để cho phụ mẫu con được yên lòng ở trên suối. Con nghe nói quan phủ là vị thanh liêm, luôn trả lại sự công bằng cho những người bị quan. À, vừa rồi con có gặp Trung, là gia nô của gia đình cậu trước đây. Hắn ta cũng bị bắt để điều tra về vụ rượu lậu cùng với phụ thân của con đó. Sau này hắn ta đã được thả về. Cậu đã gặp cậu ta sao? Dạ phải. Rồi cậu ta có nói gì không? Dạ, con chưa hỏi được gì thì hắn ta đã đi mất tiêu rồi. Ừ. Giữa hai người này chắc chắn có điều gì đó mờ ám. Giờ ta phải giải quyết một số công việc cho xong. Nếu không còn gì để hỏi thì chúng ta gặp nhau sau nha. Dạ, con xin phép bác phụ con ra ngoài. Có gì cứ nói đi. Ông vẫn còn để thằng Gia Bách sống trong nhà này hả? Dù gì đi nữa thì gia đình chúng tôi với gia đình của nó cũng là chỗ thân tình. Nếu bây giờ đuổi nó đi liền thì tôi không đành lòng cậu à.
Muốn làm việc lớn thì phải tàn nhẫn chứ, thậm chí là thủ đoạn. Nếu ông cứ nhân từ như vậy thì tôi e là ông sẽ phải hối hận. Tôi sợ đuổi thằng Gia Bách đi liền thì tôi lo là Phụng Loan nó sẽ bị tổn thương. Ông cứ yên tâm, tôi sẽ làm cho cô ấy vui. Nếu hai gia đình mình trở thành xui gia với nhau thì con đường thăng tiến của ông cũng sẽ rộng mở. Dạo này tiểu thơ ốm lắm đó. Dạ. Con đa tạ chú. Ta thấy tiểu thơ xanh xao lắm nghe. Con không sao đâu, chú đừng có lo cho con nha. Người con lo lắng nhất bây giờ là Gia Bách huynh kìa. Tội nghiệp cậu Gia Bách quá. Chỉ trong thời gian ngắn mà mất cả gia đình lẫn gia sản nữa. Từ một cậu ấm mà bây giờ trắng tay. Vú đừng có nói như vậy, lỡ huynh ấy nghe được huynh ấy lại buồn đó vú. Nhưng mà biết rồi. Vú trong bếp còn chén yến nào không vú? Con muốn mang qua cho Gia Bách huynh một chén. Ta biết ý tiểu thơ, ta có chuẩn bị sẵn một chén để lát nữa ta đem qua phòng cậu Gia Bách. Đa tạ vú. Tiểu thơ vui á là ta vui rồi. Chào tiểu thư xinh đẹp Phụng Loan. Phụ thân tôi đang ở phòng khách. Tôi vừa gặp ông ấy rồi. Mà lần trước tôi lên huyện, tôi có nhìn thấy một cây trăm rất là đẹp. Tôi nghĩ là nó hợp với cô, cho nên hôm nay tôi mang sang đây, hy vọng là cô sẽ thích món quà này. Đa tạ công tử. Nhưng chẳng phải ta đã từng nói là ta đã có ý trung nhân rồi sao? Nên ta không thể nhận đồ từ người khác. Vú nè, con với vú vào trong bếp lấy chén yến rồi mang qua cho Gia Bách huynh nha vú. Đi. Rồi coi cô ương bướng được bao lâu. Đây là phong thư, cậu cứ cầm phong thư này đến gặp quan trên coi ông ấy có thể giúp gì cho cậu được không. Dạ, con đa tạ bá phụ. Bá phụ con nghe đâu là tên Trung đã về. Con đang thuyết phục hắn ta đứng ra làm chứng vụ án quan của phụ mẫu con đó. Thì chuyện đó tùy cậu. Dạ, con xin phép vào phòng trước. Cậu dạ. Đi lẽ nào nó hoài nghi gì rồi nên một mực đòi lệnh quan trên điều tra lại. Phụ thân. Có chuyện gì vậy con? Phụ thân có làm gì khiến cho Gia Bách huynh phật ý không phụ thân? Con nói vậy là sao? Dạo gần đây con thấy huynh ấy cứ né tránh lạnh lùng với con, chắc chắn là phải có chuyện gì đó nên huynh ấy mới trở nên như vậy. Chuyện tụi con giận hờn với nhau, sao lại hỏi ta? Thôi con về phòng con đi, ta còn phải nghỉ ngơi nữa. Dạ. Không được, mình không thể để cho thằng Gia Bách điều tra ra sự thật được. Bình, Bình đâu? Lão gia. Qua đây. Mày đem số bạc này đưa cho thằng Trung.
và dặn nó đi thật xa. Nếu nó không nghe lời, coi chừng nó không bảo toàn tính mạng. Đi đi. Dạ. Tại sao bá phụ lại hại phụ mẫu mình? Họ là bằng hữu của nhau mà. Bá phụ có thật sự là người đã hại phụ mẫu mình hay không? Hay chỉ là mình đa nghi? Còn Phụng Loan, nàng có biết những chuyện này hay không? Sao cậu lại tới đây? Tôi cũng đang định cho người đi tìm cậu đó. Tôi muốn bây giờ ông đưa tôi một số ngân lượng để tôi trốn đi thật xa. Đã có người tìm đến tôi rồi đó. Chứ cái đà này, chân tướng sự thật sớm muộn gì cũng bại lộ ra ngoài thôi. Tôi không muốn liên can tới chuyện này một lần nào nữa hết. Tôi cũng muốn cậu yên ổn. Thôi được rồi, bây giờ cậu ra trước nhà đợi tôi đi. Tôi sẽ cho người đem bạc ra cho cậu ngay. Nhớ là cậu phải đi cho thật xa, đừng bao giờ trở lại. Ông đã nói thì ông phải giữ lấy lời đó. Như vậy được, mình không tin phụ thân mình là hung thủ đã hại gia đình Quynh Bách. Không, không thể nào. Có lẽ vì gia Bách Quynh nghi ngờ phụ thân mình có liên quan đến vụ án của gia đình Quynh ấy, nên Quynh ấy mới xa lánh, thờ ơ với mình. Thank you.
tới chỗ hẹn rồi mà hắn đâu ta? Gặp hắn ta sao? Dạ dạ, con đã đứng đợi rất lâu, con cũng đã tìm xung quanh hết nhưng mà con không có thấy. Chắc chắn là có chuyện rồi. Bây giờ mau đi tìm tên Trung, không thì tiêu. Dạ dạ, con đi liền, con đi liền. Không lẽ đẹp thật. Chỉ cần bá phụ thích là được. Nhưng mà món quà này quý giá quá, tôi không dám nhận đâu. Trước sau gì thì mình cũng là người một nhà với nhau, có gì đâu mà phải ngại. Dạ, bá phụ cho gọi con hả? Cậu ngồi đi. Dạ, con không dám. Chuyện học hành của cậu tới đâu rồi? Dạ, còn 2 tháng nữa là con học xong, rồi sẽ tới kỳ thi ạ. Chốn quan trường vô cùng khắc nghiệt, không phải đơn giản như mọi người nghĩ đâu. Dạ. Với gia cảnh của cậu hiện tại thì nếu mà bước vô á, tôi e rằng cậu sẽ thất vọng. Nếu cậu thay đổi ý định, cậu không muốn theo đuổi con đường công danh nữa, thì tôi sẽ cho cậu một số bạc lớn, để cậu tìm con đường đi riêng của mình. Sau đó tìm một cái gia cảnh nào phù hợp, tương xứng với mình. Ở lúc đó thì mình thành gia lập thất. Dạ, nhưng... Không, cậu đừng có lo. Ở đây thì sợ hiếm, tìm không ra. Nhưng mà ở quê, những người con gái mà tương xứng với cậu chắc không có thiếu đâu. Đúng 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 đó. Bá phụ thật là một con người có mắt tinh tường á. Mà mình làm cái gì á thì mình phải coi lại gia cảnh của mình chứ. Dạ, đa tạ lòng tốt của bá phụ. Nếu ở đây không còn chuyện gì nữa thì con xin phép được đi trước à. Nó đang điều tra vụ án của gia đình nó đó. Bá phụ á, cắt đứt liên lạc với nó đi, càng sớm càng tốt. Đĩa thì có thể sống trong đầm lầy, đừng có mơ mà đeo chân hạt. Đây được bay xa. Nếu mà biết tự trọng á thì hãy mau chóng rời khỏi đây đi, đừng có đợi người ta quăng đồ ra đường, nhục lắm. Chuyện của ta, ta tự biết lo liệu. Ta không xứng thì cũng không tới lượt của huynh đâu. Để rồi coi, tao sẽ không để cho mày yên đâu. Chào tiểu thư xinh đẹp. Ta đang có chuyện gấp, mời tránh ra cho. Ê, từ từ. Tránh ra. Buông ra. Ngươi làm cái gì vậy? Nàng có sao không? Rõ ràng là ngươi cản đường ta, đồ hèn. Để rồi coi làm giá được bao lâu. Đợi đó. Thank you.
Ông ta muốn hãm hại mình để dụ án của phụ mẫu mình chìm xuống đêm. Không được, mình phải hành động càng nhanh càng tốt. Số của nó may mắn thiệt. Chúng ta phải tìm cách khử thằng Gia Bách sớm thôi. Nó biết ông á là người lập kế vu oan cho cha mẹ của nó thì hậu quả mà ra sao á chắc ông cũng đã hiểu rồi đó. Phải hành động nhanh. Tôi hiểu mà. Và dứt khoát. Đi, đi lo chuyện này trước. Đi, đi. Không còn nghi ngờ gì nữa. Bằng chứng rành rành. Vậy là ông ấy đã hại chết phụ mẫu mình. Tại sao ông trời lại trớ trêu như vậy? Tại sao không là ai khác? Tại sao người hại phụ mẫu mình lại là ông ta chứ? Tại sao? Mình phải làm sao đây? Đứa nào dám làm chuyện này? Bao nhiêu kẻ hầu người hả? Tụi bay có nhà kiểu gì vậy hả? Bá phụ, con nghe nói bá phụ bị mất ấn quan, có đúng không bá phụ? Đúng là ăn gan hùm mật gấu mà. Con nghĩ là hung thủ nó chưa đi đâu xa bá phụ. Cứ tra xét hết gia đình, con bảo đảm cũng lòi ra thôi à. Nếu không được nữa, cứ tra tấn nó, nó không chạy thoát được đâu. Đi. Dạ. Dạ, đi, 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 đi. Xét nhanh lên. Người xét. Dạ. Người qua kia. Dạ. Ta nói người qua bên kia mà. Dạ. Ta kêu xét mà. Dạ dạ. Mau tìm nhanh lên đi. Dạ dạ dạ. Tôi đã nói là tôi không có lấy. Các huynh có tìm thì cũng không có gì đâu. Người cứ chờ đó đi. Trời ơi ông ơi. Ông ơi. Trời ơi. Nó giấu. Nó giấu trong này nè. Giấu tuốt ở trong luôn kìa. Thấy chưa. Trời ơi. Người đúng là gan quá. Chết người rồi nghe. Tôi không có lấy. Đúng là nuôi ông tại áo, nuôi khỉ giùm nhà. Ta không ngờ ngươi là một người tồi tệ như vậy. Tôi không có lấy thiệt mà. Rõ ràng, bằng chứng rõ ràng, ngươi cũng chối hả? Các người vu oan cháu ngoại cho tôi. Kể từ hôm nay, hôn ước hai gia đình hủy bỏ. Ta không chấp nhận con người gian tham như ngươi được bước vào nhà này. Lính đâu? Dạ dạ. Đem hắn ra ngoài đánh 50 gậy. Dạ. Tôi nói là tôi không có lấy. Đi. Mà đừng. Đi. Tôi không có lấy. Đi. Tôi không có lấy. Đi. Tôi không có lấy.
Không có lấy. Dừng lại, dừng lại. Phụ thân, xin phụ thân hãy tha cho huynh ấy đi phụ thân. Dạ. Dừng tay, phụ thân ơi, con xin người mà, hãy tha cho huynh ấy đi phụ thân. Tôi không có lấy, tôi không có lấy. Phụ thân ơi, đừng dùng quan cho tôi mà. Huynh ấy sẽ chết mà. Bách huynh, Bách huynh ơi, Bách huynh. Thôi. Dạ. Dạ bẩm quan, có người cầu kiến. Cho vào. Dạ. Dạ, cô chào quan. Cậu tới đây tìm ta có chuyện gì? Dạ bẩm quan, con nghe tin là quan đây là một vị quan thanh liêm, cho nên con mới tìm tới đây nhờ quan giúp cho con một việc. Chuyện gì? Dạ, con đã tìm ra được kẻ chủ mưu trong vụ án quan của phụ thân con ngày xưa là ai rồi ạ? Là ai? Dạ, đó chính là ông Thân. Dạ, xin quan cho điều tra lại vụ án quan của phụ thân con, để giúp cho phụ thân con thoát khỏi hàm quan ạ. Nếu như cha người có an quan, ta sẽ giúp hết mình. Nhưng mà ngươi có bằng chứng vật chứng cụ thể hay không? Nếu không có bằng chứng vật chứng cụ thể, ta muốn giúp cũng không được. Dạ, dạ có ạ. Dạ, vậy đây là bức thư con tìm được trong nhà của ông Thân. Dạ, con nhờ quan xem qua ạ. Được rồi, ta sẽ xem lại vụ án. Nếu như cha ngươi bị quan, ta sẽ tìm cách mở lại vụ án này. Bây giờ ngươi cứ về đi, hãy đợi tin của ta. Dạ, con đợi hơn quan ạ. Con đợi hơn quan ạ. Dạ, con xin phép về ạ. Ngươi cứ yên tâm, mà để bức thư đó lại đây cho phụ thân của ta. Phụ thân của ta sẽ giữ kỹ cho ngươi. Cái gì? Đây là phụ thân ngươi hả? Bây giờ mà ngươi mới biết hả? Cũng đã muộn rồi. Thì ra các ngươi là cùng một bọn với nhau mà. Mà trả lại lá thư cho tôi. Nè, ngươi có biết đây là đâu không? Muốn làm loạn hả? Khôn hồn á thì đi ra khỏi đây. Ngươi còn không mau cút đi. Được, các ngươi, các ngươi được lắm. Cứ tưởng mình tìm được một vị quan thanh liêm giúp cho phụ thân mình được minh quan, vậy mà mình lại lọt vào tận hang ổ của bọn chúng. Tại sao, tại sao số mình lại xui xẻo vậy chứ? Cậu Gia Bách, cậu, cậu Gia Bách, có chuyện gì khó nghĩ lắm sao mà trông cậu chán nản quá vậy? Hôm qua con có đến tìm vị quan phủ đó, để nhờ ông ta giúp đỡ cho phụ thân con được minh quan. Nhưng con lại không ngờ vũ ơi. Không ngờ là làm sao? Vũ có biết vị quan thanh liêm mà người ta thường gọi là ai không? Ông ta chính là phụ thân của tên Lý đó. Thiệt vậy sao? Dù cô biết, điều quan trọng là cô đã giao bằng chứng cho ông ta để buộc tội những kẻ đã hại nhà của mình, để ông ta xử chúng. Nhưng mà con không giúp được gì cho phụ thân con, mà ngược lại còn mất luôn cả bằng chứng duy nhất nữa.
Sao cô thấy mình tệ quá? Đâu phải lỗi là tại cậu đâu. Bản thân cậu cũng đâu có biết ông Phủ là phụ thân của cậu Lý đâu. Dạ Như, con cẩn thận hơn, điều tra kỹ hơn về vị quan kia thì có lẽ mọi chuyện đã khác rồi. Dạ, con cũng có thể giữ được bằng chứng duy nhất nữa. Thôi, cậu đừng tự trách mình nữa. Thiệt sự á, cậu cũng muốn minh oan cho phụ thân mình nên mới tìm tới Tinh Quang đó. Phụ mẫu cậu sẽ hiểu và thông cảm cho cậu thôi. Dù có biết không, khó khăn lắm con mới tìm được một chút manh mối, vậy mà con để lọt vào tay bọn chúng chứ. Trời sẽ không phụ người ngay đâu. Sẽ có một ngày cậu tìm ra sự thật để minh oan cho phụ thân mình. Cậu phải ráng sức lên, sau cơn mưa trời lại sáng. Chứ Tiểu Thơ mà nhìn thấy cậu như vậy chắc là đau lòng lắm đó cậu. Nàng ấy chỗ này sao rồi vú? Vẫn ổn chứ? Không khỏe chút nào cậu ơi. Từ ngày mà cậu ra khỏi nhà, Tiểu Thơ buồn đau, không màng ăn uống, không có lo cái bản thân của mình. Tối ngày cứ nhốt mình ở trong phòng. Mỗi lần nhắc tới tên cậu là Tiểu Thơ lại khóc, nhìn thấy mà đứt ruột. Tại sao nàng ấy lại tự hành hạ bản thân của mình như vậy? Giờ con đâu còn xứng đáng với Phụng Loan nữa. Tiểu Thơ tâm sự với ta, dù cậu có ra làm sao đi nữa thì Tiểu Thơ cũng luôn nghĩ về cậu thôi, luôn coi cậu là phu quân mai sau của Tiểu Thơ đó. Rồi thời gian sẽ giúp nàng ấy quên đi chuyện tình buồn đó thôi vú à. Nhưng mà ở trong tim Tiểu Thơ á, hình bóng của cậu lúc nào Tiểu Thơ cũng nhớ. Sao? Sao cậu ở đây? Tại sao cậu dưới đây được? Ông bất ngờ lắm hả? Lần trước ông dặn tôi ra bờ sông chờ, rồi ông kêu gia đình ra để đưa tiền cho tôi. Nhưng không ngờ ông cho người đánh tôi ngất xỉu, rồi còn bắt cóc tôi nữa. Cái gì? Có người bắt cóc cậu sao? Ông đừng có giở cái trò mèo khóc chuột ở đây nữa. Ta không làm chuyện đó. Ta có kêu thằng Bình mang bạc ra cho cậu. Nhưng mà khi nó ra đó thì cậu không còn ở đó nữa. Chẳng phải ông cố tình muốn giết tôi để bịt miệng hay sao? Được rồi, bây giờ cậu ra ngoài đó, chỗ mà cậu hẹn lúc trước á, chờ ta. Ta sẽ cho người mang bạc ra cho cậu liền. Thôi mau đi đi, đừng để người khác phát hiện. Vậy tại sao ông không đưa tiền tôi tại đây? Ta không đủ số bạc ở đây như cậu đòi. Bây giờ cậu cứ tới chỗ hẹn cũ chờ đi, ta sẽ cho người mang bạc ra cho cậu liền. Nếu lần này ông mà dám lừa tôi thêm một lần nữa, tôi sẽ không bao giờ tha cho ông. Ông hiểu chưa? Hả? Tôi sẽ tố cáo chuyện của ông. Tới lúc đó ông đừng có hối hận nha. Ta biết rồi, ta biết rồi. Cậu đi liền đi. Bình, thằng Bình đâu rồi? Dạ, con đây. Mày vào đây ngay. Dạ. Ông gọi con có chuyện gì? Dạ, con đi liền. Cậu Gia Bách ơi, cậu Gia Bách. Cậu Gia Bách ơi, cậu Gia Bách. Dạ. Vũ, có chuyện gì vậy Vũ? Cậu Gia Bách. Chuyện Tiểu gì hả Vũ? Nhờ ta đưa cái này cho cậu. Cậu giữ đi nha, ta về. Không dạ. Tiểu Thơ ở nhà chờ. Vũ đi cẩn thận nha Vũ. Dạ.
Ờ. Hay lắm. Giờ này mình chưa thấy Phụng Loan tới nữa. Đã hơn một canh giờ rồi, không biết nàng có xảy ra chuyện gì hay không nữa. Kìa, Bách Huynh. Phụng Loan. Bách Huynh, ta cứ sợ nàng xảy ra chuyện gì không hay. Muội phải nhờ chúng tôi đánh lừa phụ thân của muội mới ra đây được đó. Bắt lấy nó. Mình đi thôi. Đứng lại. Bắt lấy nó. Chết rồi. Chạy nhanh đi. Nhanh lên. Chạy thôi. Đứng lại. Đứng lên. Nhanh lên. Đứng lại. Đứng lên. Đứng lại. Đứng lên. Đứng lại. Bắt lấy nó. Bây giờ mình đi. Phải làm sao đây? Nhanh lên. Qua đây. Bây giờ chúng ta liều một phen thôi. Dạ. Vậy theo ta. Lên. Tiểu thư. Tiểu thư. Là canh của tiểu thư. Ông ơi, tụi con tìm khắp mọi nơi rồi, nhưng không thấy bóng dáng của cậu Gia Bách và tiểu thơ. Con tìm được cây trăm này của tiểu thơ nè lão gia. Đứa con gái dại dột của ta, tại sao con lại làm như vậy chứ? Bây giờ Phụng Loan đã mất tích rồi, giao kèo giữa ta và ông tin như thế nào? Ý cậu là sao? Cậu muốn gì? Tôi đã làm tất cả cũng chỉ vì Phụng Loan. Nếu như Phụng Loan đã không còn nữa, thì ông phải làm một việc gì đó tương xứng với giá trị của tôi để đổi lấy sự im lặng của tôi. Mà không thì ông sẽ bị tống giam và nhận án tử ngay lập tức. Cậu đúng là... Bây giờ cậu muốn gì? Cậu nói đi. Muốn tất cả tài sản của ông. Nếu ông không muốn chết, hãy lấy tất cả giấy tờ chuyển đổi qua tên của tôi. Cậu đúng là quá đáng. Rõ ràng tất cả những việc làm của cậu, từ vụ án quan con dân cho đến cái việc bày mưu để giết thằng Gia Bách, cũng là do cậu bày ra mà. Đúng, tất cả mọi thứ đều do tôi làm đó. Vậy thì đã sao? Không ai tin lời ông nói đâu. Ông làm gì có bằng chứng? Tại sao cậu lại làm những việc như vậy chứ? Cũng là vì con gái ông thôi. Nếu không vì con gái của ông, tôi đâu có làm nhiều việc như vậy. Cái thằng Gia Bách á, nó luôn ngán đường tôi. Nhưng mà tại sao cậu lại giết người chứ? Tại sao cậu làm như vậy hả? Đơn giản dễ hiểu mà. Bởi vì ông là phụ thân của thằng Gia Bách, tôi dùng tất cả thủ đoạn cũng chỉ để loại nó mà thôi. Những người thân của nó cũng vì nó mà chết. Tôi muốn gia đình của hai người phải mâu thuẫn, thù oán lẫn nhau. Như vậy á thì thằng Gia Bách và Phụng Loan không đến được với nhau. Cậu đúng là đồ thâm độc. Nếu không thâm độc thì làm sao tồn tại trong cái xã hội này? Có lẽ ông còn chưa biết chuyện ông Dân chết ở trong tù là do tôi giết. Ngay cả ông cũng vậy thôi. Ông vì tham danh lợi mà bán đứng cả bạn bè. Vậy thì làm gì mà ông trách được tôi? Thật ra ông chỉ là một con cờ trong tay của tôi mà thôi. Bây giờ ông thuận tôi thì sống, còn nghịch tôi thì chỉ có con đường chết. Nhưng mà đúng như suy đoán của ta, tất cả mọi chuyện đều do chính một tay người bày ra.
thì ra ngươi là người đã hại cả nhà ta. Ta quyết không tha cho ngươi đâu. Vậy là sao? Tại sao hai người vẫn còn sống? Là tất cả mọi chuyện ác của cậu đã bị lật tẩy. Chuyện ta và Gia Bách Quynh rớt xuống sông, bị nước cuốn trôi, thực chất cũng chỉ là kế hoạch của ta mà thôi. Trước khi bỏ đi, ta cũng đã biết ngươi chính là người đã bày ra mọi chuyện. Nó không có chối được đâu. Nếu nó chối thì giết. Nó chối lúc đó khứ nó luôn. Rồi sau đó bao nhiêu tội lỗi chúng ta cứ đổ lên đầu của nó. Cậu tính cũng giỏi lắm. Trời đất không biết, quỷ thần không hay, thì làm sao người đời biết được. Sao? Bất ngờ lắm đúng không? Chính ta cũng là người bất ngờ, khi ngươi chính là hung thủ đằng sau vụ án quan của gia đình Bách Quynh đây. Cuối cùng phụ thân ta thật ra cũng chỉ là người bị ngươi lợi dụng, mượn tay giết người mà thôi. Khá khen cho sự thông minh của cô. Tất cả mọi chuyện đều là do ta bày ra đó. Ngay cái việc thằng Trung bị thủ tiêu hụt lần trước là do ta bày ra đó. Các ngươi biết được rồi thì sao? Các ngươi làm gì được ta? Ta là con của quan, chứ không phải thường dân như các ngươi. Nhưng cho dù có tội lớn cỡ nào á, cũng không ai làm gì được ta cả. Có đúng là con của quan thì không phải chịu tội không hả cậu Lý? Tại sao? Tại sao hắn vẫn còn sống? Phụ thân, phụ thân, cứu con phụ thân, cứu con phụ thân ơi. Cha của cậu đã nhận tội hết rồi, bây giờ không còn ai cứu cậu được nữa đâu. Còn bây giờ tôi không còn sợ gì cả. Tôi sẽ đứng ra làm chứng minh oan cho cha con cậu Gia Bách, và chính cậu và cha của cậu đứng sau vụ án của ông thân. Cậu bất ngờ quá đúng không? Lý do mà tôi còn sống đó là nhờ ơn cậu Gia Bách đây. Ủa đâu rồi ta? Trung à, Quynh sao vậy? Trung à, trời ơi, sao máu nhiều dữ vậy nè? Trung à, Trung, Trung ráng lên. Dạ bẩm đại nhân, tôi không ngờ tôi phước lớn mạng lớn. Người mà trước đây tôi đã hại bây giờ chính là ân nhân của tôi. Không ngờ cậu Gia Bách đã cứu mạng của tôi bằng mọi giá. Tôi xin đứng ra làm nhân chứng để minh oan cho cả nhà cậu Gia Bách. Được, đi theo ta. Dạ. Đúng là ông trời không phụ lòng người ngay. Người tôi cố giúp, hôm nay đứng ra làm nhân chứng để giúp cho tôi. Đây là nhân chứng quan trọng tôi cần tìm mà. Dạ. Lính, giải đi hết. Dạ. Dạ. Không, không, không. Đi nè. Không. Đi. Phụ thân. Không. Không. Phụ thân, cứu con phụ thân. Không. Không. Không mà. Phụ thân cứu con. Kẻ chủ mưu đã bị bắt, nhưng những người khác không tránh khỏi tội tiếp tay cho kẻ ác. Ông thân, ông biết tội của ông chưa? Đúng, tôi cũng là người có tội rất lớn. Chỉ vì ham quan chức mà tôi đã tiếp tay với cậu Lý và phụ thân cậu ấy để hại chết gia đình ông Vân. Chỉ vì ham muốn con gái ông mà tên Lý đã bày mưu tính kế để hãm hại cha con ông Bách, để nhằm đổ tội cho ông, hòng gây mâu thuẫn cho hai gia đình Phụng Loan và Gia Bách, hại cậu ta mất phụ thân, gia sản tiêu tán. Mẫu thân của cậu ta vì quá đau buồn nên đã chết theo. Ông vì tham mà gián tiếp gây ra thảm cảnh này. Tôi xin nhận tội của tôi, tùy quan quyện định tội. Tội của ông rất lớn, nhưng xét thấy ông cũng là một nạn nhân bị tên Lý bày trò lợi dụng,
thiếu chút nữa làm mất luôn con gái và gia sản. Tôi nghĩ án phạt lớn nhất dành cho ông chính là án phạt của lương tâm. Ông hãy dành phần đời còn lại của mình sám hối và ăn năn đi. Tôi xin lỗi. Tôi biết cậu không thể nào tha thứ cho tôi. Tôi xin lỗi. Đừng vì tôi mà làm cho con Phụng Loan nó buồn. Nó thật lòng thật dạ với cậu. Cậu hãy bỏ qua chuyện cũ. Cậu hãy thay tôi mà chăm sóc cho Phụng Loan. Tôi cũng mong muốn gì hơn là con mình được hạnh phúc. Mọi tội lỗi tôi gây ra, tôi xin nhận lãnh hết.